Hello mọi người, đây là hai cái chung nhỏ thì Hùng mua được ở ngoài kia. Mọi người đoán cái này bao nhiêu tiền? Đây, một vị này là 100 yên mọi người ạ, 20.000, rất là nhiều luôn. Thì loài này giờ Hùng sẽ mua về và để ngâm đường á, cho đường vào ngâm thì sau lại nước uống. Giờ Hùng thì cho vào đây để rửa qua đây. Rất là rẻ luôn. Chúng là ông đi cái chỗ tiệm hay tiệm rau củ quả rẻ mới được, không có quay một video á. Ở bên cái vùng không ở có cái chỗ đấy nó bán hải sản rau củ quả rẻ lắm. Rất là rẻ luôn. Mình sẽ rửa qua cho nó sạch sẽ đi, xong rồi tí nữa mình cho nó khô. Cảm giác chưa yên tâm cho được nước nữa, em thoải mái đi. Xong rồi mình hải quả ra mình ngâm vào, bỏ trong hũ ngâm đường. Ok, mình rửa sạch sẽ rồi thì mình cho ra rổ hết. Tí nữa ráo nước xong rồi mình sẽ ngắt từng quả cho vào trong hũ ấy, xong rồi bỏ đường vào ta sẽ ngâm. Ok, bây giờ Hùng sẽ cho những quả này vào đây. Đấy, mình cho vào trong này, hồi tí nữa mình bỏ đường vào đây mình ngâm, sau này mình lấy nước uống. Thế này thôi. Rẻ lắm mọi người ạ, 100 yên quả, 100 yên một một hộp này mà nhiều phết đấy. Ở siêu thị thì không có đâu, chỉ có ra ngoài cái chỗ đấy, ra ngoài chỗ chợ rau củ quả rẻ đấy thì nó mới có kiểu như vậy thôi. Còn vào trong siêu thị thì chỗ này cũng mấy 200-300 yên hơn đấy. Ok thì đây 200 miếng của Hùng đây, mọi người nhìn thấy không, rất là nhiều luôn. Bây giờ Hùng sẽ cho đường vào đấy nha mọi người. Đường ở bên Nhật này cũng rất là rẻ luôn, loại này có 30.000. Bây giờ thì tùy mọi người ăn ngọt như thế nào thì cho đường vào nhé, bởi vì mọi người khá là ăn ngọt. Cái ngọt quả này nó cũng chua đấy, cho như vậy.
Mọi người tiếp tới cho cái đường này nó tan nó xuống được thì mình cho ít nước, thì Hùng lấy nước hoa quả luôn, nước ép hoa quả đổ luôn, đổ cho những cái đường này nó chảy cho nó đều. Ok, món cơm luôn. Rồi, đấy, đường nó xuống rồi này, nó chạy xuống rồi đấy. Ok, thì cái video hôm nay Hùng cũng làm cái quả nho ngâm đường, tiện thể quay lại cho mọi người xem luôn. Thì ai ở bên Nhật hoặc là mà có hoa quả thì muốn ngâm thì cũng làm cho nó vui, vừa có nước để uống vừa giải trí vui phết. Ok, cảm ơn mọi người nha. Hẹn mọi người những video tiếp theo. Hello mọi người. Thì đây là cái hũ mà hôm bữa hồi nhỏ đấy, không ngâm. Giờ đến hôm nay không sẽ mở ra uống thử nha mọi người. Ui ôi, gà ác thật. Bây giờ Hùng sẽ nếm thử cái vị của này nó sẽ như thế nào nha mọi người. Thơm lắm, mùi thơm rất là thơm luôn mọi người ơi. Thơm lắm. Nó như rượu vang luôn mọi người ạ. Vàng không phải đâu nhưng mà có mùi mùi như rượu vàng thôi. Để ông ăn thử một quả nho. Chua chua ai phết. Mời mọi người nha. Như rượu vang á. Uống ông uống về thơm 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 mùi của nho này, ngọt của đường này, rồi hôm bữa không có đổ nước trái cây vào nó thơm thơm mùi lê, thơm mùi nho, nó uống nó có một tí gá. Ok nha. Thì đây thì đây là một cái video làm giống như hoa quả mà mình thích dầm để uống. Hay mọi người xem mà thấy thích uống cái nước hoa quả gì thì có thể làm theo. Nó uống rất là mát mọi người ạ. Mình mua những cái hũ này ở Daiso các kiểu hoặc là ở những cái tiệm đồ cũ cũng có ấy. Xong rồi mua ít hoa quả về làm uống. Rất là tốt, rất là hay, rất là vui mọi người ạ. Ok nha. Thì video của hôm nay có làm như vậy thôi. Mọi người xem video của Hùng mà nếu mà thấy nó hay bổ ích thì nhớ cho Hùng một like, chia sẻ đến người thân của mọi người cùng xem nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của Hùng nha.
video của Hùng hôm nay tạm biệt nha. Cảm ơn mọi người, hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.